Hiện tại điện thoại cũ chính hãng ở cái tầm giá mà khoảng 2 triệu 9 nha các bạn, thì các bạn có thể lựa chọn được hai thiết bị, đó là Realme 6i và Realme 5. Để xem là giữa hai thiết bị này thì các bạn sẽ nên chọn thiết bị nào và thiết bị nào sẽ phù hợp với các bạn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hình thức nha bạn. Đây là hàng cũ và còn bảo hành chính hãng thì nó bảo hành khoảng nửa năm nha. Nếu như các bạn chọn cái thiết bị mà số tháng còn bảo hành chính hãng cao hơn thì cái mức giá nó sẽ cao hơn, cho nên các bạn tối ưu cái chi phí nha. Mình nghĩ là 6 tháng bảo hành thì nó cũng ổn rồi. Và mình đã nói trong nhiều cái video, khi các bạn mua hàng cũ tại Thế Di Động thì các bạn rất là yên tâm về cái khoản là nó còn hộp nè, còn phụ kiện nè. Và chúng ta xài trong vòng 1 tháng đầu tiên mà có phát sinh lỗi gì từ cái nhà sản xuất thì các bạn sẽ được đổi trả thiết bị khác. Trường hợp mà không có cái thiết bị khác tương tự như vậy, các bạn sẽ được hoàn tiền lại. Cho nên nó rất là yên tâm về cái khoản này nha. Và sau 6 tháng đó, nếu có sự cố hỏng hóc gì thì nó sẽ áp dụng cái chính sách bảo hành. Ví dụ như là bảo hành chính hãng bao nhiêu tháng thì người ta sẽ gửi đi bảo hành. Mình ví dụ trường hợp lỗi thôi nha. Tất nhiên khi mà các bạn mua hàng điện tử như smartphone này kia nọ thì nó sẽ có cái xác suất lỗi nha bạn, hãng nào cũng vậy hết. Cho nên là khi mà chúng ta lựa chọn cái cửa hàng mà an tâm an toàn thì nó sẽ yên tâm hơn. Mình đã có làm một cái clip nói về cái việc mà mua smartphone cũ rồi, mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Và trường hợp các bạn mua hàng ở Thế Di Động, trường hợp ví dụ như Thế Di Động mà gần nhà các bạn không có sản phẩm, các bạn có thể chuyển hàng từ cái tỉnh khác về Thế Di Động gần nhà để chúng ta ra xem hàng và quyết định mua ha. Và mình đã làm một cái clip hướng dẫn chuyển cũng như là cái chi phí rồi, nếu các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể xem, mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả luôn nha. Và mình cũng đã làm một cái clip hướng dẫn mà khi bạn mua Realme cũ, các bạn có cái những cái bước test rất là đơn giản mà có thể phát hiện được hầu hết tất cả các lỗi trên máy luôn, để cho chúng ta an tâm hơn khi mà chọn mua máy cũ nha các bạn. Tất nhiên là Thế Di Động các bạn mua rất là an tâm về cái khoản họ bảo hành rồi, nhưng mà chúng ta khi mà lựa chọn càng an tâm hơn nữa. Mua smartphone cũ mà bạn càng an tâm càng tốt. Cũng nói thêm về cái mức giá này, trong tầm giá này các bạn có thể chọn được là Nokia 5.3 hàng mới nè các bạn. Rồi các bạn có thể lựa chọn được các thiết bị ví dụ như là của Vinmart nè, hoặc là Samsung vân vân nha. Nhưng mà cái yếu điểm của những thiết bị mới nè là cái bộ nhớ trong nó chỉ có ví dụ như RAM 3GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB thôi. Hoặc là bộ nhớ trong của Nokia 5.3 chỉ có 64GB thôi. Còn đối với Realme 6i và Realme 5 thì các bạn sẽ chọn được cái phiên bản là 4GB RAM, 128GB bộ nhớ trong nha. Và cái chuẩn là MMC 5.1. Chưa phải là cái chuẩn đọc nhanh là UF 2.1, nhưng mà cái chuẩn này là cũng rất là ổn trong cái tầm giá rồi nha các bạn. Với bộ nhớ 128GB chúng ta sẽ sử dụng thoải mái hơn là trong cái vấn đề mà quay phim chụp ảnh mà, hoặc là cài ứng dụng và sử dụng lâu dài nó sẽ ít tràn bộ nhớ hơn nha bạn. Và mình nói trong nhiều cái video rồi đó, khi mà cái bộ nhớ của các bạn sử dụng lâu dài mà nó còn trống khoảng trên 25% thì cái thiết bị của các bạn hoạt động ổn định hơn. Đó là cái việc mà mua những cái thiết bị mà có bộ nhớ trong cao, và ở thời điểm hiện tại 128GB là ổn nha. Nếu mà nhu cầu các bạn sử dụng nhiều hơn nữa, các bạn có thể gắn thêm thẻ nhớ hoài, và cả hai thiết bị này hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ hoài và nó riêng biệt so với hai khe SIM luôn. Cho nên là các bạn sẽ có thể bỏ hai SIM hai sóng và một thẻ nhớ. Chúng ta không phải hy sinh bất cứ cái khe cắm nào nha các bạn. Thêm nữa cả hai đều hỗ trợ jack 3.5 luôn nè. Có một cái chút khác biệt là ở cái vấn đề sạc nè. Sạc pin thì trên hai thiết bị này chúng ta sẽ, trên Realme 6i là một thiết bị mới ra mắt á, chúng ta sẽ có trang bị là USB Type-C, còn ở trên Realme 5 mà chúng ta là USB bình thường nha, Micro USB. Và thêm nữa là trên Realme 6i chúng ta sẽ có là cái sạc nhanh 18W, còn ở trên Realme 5 chúng ta chỉ có sạc 10W thôi, chưa phải là sạc nhanh. Cả hai đều được trang bị cái dung lượng pin lớn lên đến 5000mAh nha bạn. Rất là sử dụng, rất là thoải mái luôn. Ngoài ra thì cái sạc nhanh 18W nó sẽ hỗ trợ các bạn trên cái thiết bị Realme 6i nó sẽ sạc nhanh hơn nha. Đó, cái đây là một cái ưu điểm nghiêng về Realme 6i. Cả hai thiết bị này về cái dung lượng pin nếu mà so với Nokia 5.3 hàng mới chúng ta sẽ có cái dung lượng pin cao hơn. Đây cũng là một cái ưu điểm, các bạn cứ cân nhắc giữa cái thiết bị cũ và thiết bị mới, thử xem là cái nhu cầu sử dụng pin của các bạn thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định lựa chọn nha. Về phần cấu hình này, lúc nãy mình đã nói rồi, cả hai thiết bị đều có trang bị cái dung lượng RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, nhưng mà nó khác nhau về con chip nha các bạn. Ở trên Realme 6i chúng ta sẽ có con chip đến từ nhà MediaTek là Helio G80, và ở trên Realme 5 chúng ta sẽ có con chip đến từ nhà Qualcomm Snapdragon 665. Nói về cái tiến trình nha, thì con 665 này có cái tiến trình mới hơn. Và trước nay thì cái dòng chip đến từ nhà Qualcomm Snapdragon nó cũng đem lại cái độ ổn định hơn nha các bạn. Ví dụ như các bạn chơi game hay các bạn làm mọi thứ thì nó sẽ ổn định hơn nha. Mặc dù về chấm điểm hiệu năng có thể là con chip 665 nó sẽ thua kém một ít so với cái con G80 nha các bạn. Nhưng mình sẽ thích con chip Snapdragon 665 hơn. Về phần màn hình thì cả hai đều trang bị cái màn hình là có kích thước bằng nhau là 6,5 inch nha bạn, và cái độ phân giải là HD cộng luôn, nó rất là tương đương luôn. Và cả hai đều hỗ trợ cái màn hình là dạng giọt nước luôn. Nó chỉ khác biệt nhẹ ở cái phần mà kính bảo vệ nha các bạn. Ở trên Realme 6i chúng ta chỉ có Gorilla Glass 3 thôi. Mà trên Realme 5 một thiết bị cũ hơn lại được trang bị là Gorilla Glass 3 cộng. Đó, cái chất liệu nó cao hơn một tí. Còn về mặt sau và khung viền thì cả hai đều là nhựa thôi nha các bạn. Về thiết kế thì nó chỉ khác nhau về cái mặt mà màu sắc hoa văn thôi nha các bạn. Cho nên về cái phần màu sắc thiết kế này các bạn sẽ dựa vào cái sở thích của các bạn thôi.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần camera nha. Cả hai đều trang bị 4 camera ở mặt sau nha. Và 4 camera này cũng có cái thiết kế tương tự giống nhau là ship dọc luôn. Về phần camera chính thì có sự khác biệt về cái độ phân giải nha bạn. Ở trên Realme 6i các bạn sẽ có cái độ phân giải là 48 megapixel. Còn ở trên Realme 5 thì camera chính chỉ có độ phân giải là 12 megapixel thôi nha bạn. Mặc dù là độ phân giải ở trên Realme 5 có cái phần thấp hơn, nhưng mà nó lại hỗ trợ quay video lên đến là 4K nha bạn. Còn ở trên Realme 6i chỉ giới hạn ở là Full HD thôi. Nên các bạn cũng lưu ý cái vấn đề này nha. Còn ba camera phụ thì không có sự khác biệt nha các bạn. Chúng ta sẽ có camera góc siêu rộng 8 megapixel và cái góc nhìn lên đến 119 độ nè. Một camera 2 megapixel hỗ trợ chụp siêu macro ở cái khoảng cách là 4cm nha các bạn. Và camera cuối cùng là 2 megapixel hỗ trợ chụp 6 phong. Về camera selfie thì cả hai đều có cái độ phân giải tương đương là 16 megapixel, cho nên là nó cũng không khác biệt nhiều ha các bạn. Qua cái video thì cả hai thiết bị này nó sẽ có những cái điểm hơn và điểm kém nhau nha các bạn. Còn về riêng cá nhân mình, nếu mà mình lựa chọn giữa hai thiết bị này cũ và cùng tầm giá và cùng số tháng bảo hành nha các bạn, thì mình sẽ lựa chọn thiết bị là Realme 6i hơn. Tại vì mình cảm thấy là đối với cái viên pin mà 5000mAh thì mình cần cái công nghệ sạc nhanh 18W ha, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn đang có những thắc mắc gì, các bạn có thể tìm kiếm cái từ khóa các bạn đang thắc mắc cộng với cái từ hóng hớt nha. Biết đâu đó một trong những cái video của mình sẽ giải đáp được cái thắc mắc cho các bạn. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích với các bạn. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.